Ok nhá, xin chào các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game One Punch Man. Hôm nay tôi quay trở về game, ta sẽ vào một cái tính năng nó khá là lâu rồi chưa chưa đánh lại được, tính trong chỗ khiêu chiến. Nó sẽ có cái tính năng nó gọi là tính năng anh hùng quái nhân. Cái này ngày xưa thì chơi nhiều, về sau nó mắc rồi. Và bây giờ sau đợt vừa rồi update lại mở thêm tiếp cái chu kỳ tiếp theo, tôi vào chinh phục thử nó xem có khó không. Và trước khi vào chinh phục nó, đừng quên là like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Nhìn qua chỗ phần thưởng mục tiêu thì nếu mà vượt qua được thêm được khá khá kim cương với vé đỏ và thứ linh tinh đấy, nhưng mà chủ yếu mình quan tâm kim cương thôi, chứ cái khác thì cũng không quan trọng lắm. Mình sẽ cùng tiến với chu kỳ 9 nhé. Đến với chu kỳ 9 ở đây, hiện tại đây nó có hai bên đây không, thì một bên dùng anh hùng, bên dùng quái nhân thôi. Thử bên này trước này. Ở đây hiện tại tướng mình cũng đã có dàn tướng nó tương đối xịn hơn xưa rồi, có con mực nên chắc bên con mực sẽ không khó lắm, nhưng mà cái bên anh hùng thì chắc vẫn hơi lo. Đây dùng cho con mực mà thôi, cho bạch tuộc vũ trụ vào này. Bây giờ chuyển sang con mực nhé, co gì mạnh nhất thì chơi thôi. Có Goketsu khỏe hơn cho vào đây. Ở đây hiện tại mấy con này Gyoro chắc không chơi, cho muỗi rồi đi. Bakugan cần cho vào không nhỉ? Thôi Bakugan vứt ra ngoài đi. Ở đây có Goketsu này, có Kabuto này, có muỗi, có Gawil này. Gawil lên trước đi. Nó Gawil này mình tháo đồ tốc độ bị tụt xuống một tí. Bình thường để nó đánh đầu đấy gây choáng sớm, nhưng mà cái này mình thôi kệ, còn đang đuổi lắp đồ xem có khó không đã. Thôi để về đánh thử nhé. Toàn tới R cộng chắc không kẹt cửa đầu tiên đâu, đánh thử đi. Cái này có thể cho phép đánh thủ công, ngày xưa khi gặp khó quá hay đánh thủ công, thì thôi bây giờ cứ bỏ qua chiến báo đó. Để đi xem mấy cửa về sau nó có khó rồi mới xem. Mấy cửa đầu nghĩ nó dễ nên sẽ không cần xem nhiều. Thế đầu sang bên Kabuto đánh bên anh hùng không? Anh hùng ở đây một ngày sẽ cho mình hai con tướng hỗ trợ mà thôi, tạm thời chưa cần dùng sớm đâu. Mấy cửa đầu chắc chưa cần. Rồi đây mình sẽ bỏ con Bang để cho con Garu vào. Bom giữ nguyên thì Zubimen chắc giữ nguyên đi, Samurai thì chắc là thay cho con chó đi. Đây anh hùng chắc chơi bằng vài con cũng khá là khỏe, nên chỉ sợ một cái con bom không biết có trụ được không thôi. Ở đây ta sẽ có đây Zombie Man này, đây cho con này lên trước đi. Rồi đánh thử vậy xem sao nhé. Có cái tốc độ là mình chưa chỉnh nên mình đang để phứa phứa đồ, chưa tốc độ nó hơi lộn xộn tí xíu. Cứ đánh đây vài cửa xem có kẹt không thì rồi xem chiến báo sau đúng không? Tại vì xem mấy chiến báo là rất là dài nên là xem cảm giác mấy cửa cao cao bị kẹt thì xem thôi. Còn nếu mà thắng hết được thì đỡ phải xem. Tiếp tục sang hải số 2 này, cũng giữ nguyên team vừa rồi nhé, chưa cần dùng tướng hỗ trợ sớm đâu. Tại vì nghĩ là chắc phải đi được vài cửa mới kẹt chứ chẳng lẽ kẹt ngay từ đầu. Tiếp tục vào sang bên này để kiếm thêm tài nguyên nữa. Ở bắt đầu thua ngay thì cửa này là đậu phộng nó quá thua sớm đấy. Cái này có vấn đề dở cái là khi nó có cả hai bên anh hùng với quái nhân ấy, nếu mình không vượt qua cả hai bên thì không đi được cửa tiếp. Để xem cái cửa này xem đánh như thế nào, đã thua sớm đấy nhé. Ở đây xem nào, bây giờ thử vào đánh 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 thủ công trước xem đánh thế nào đó nhé, nó có hy vọng không nhé. À, mình tắt cái tuyệt kỹ con này đi để đỡ đánh thủ công. Mình tắt Zubimen, mình tắt Zubimen, mình tắt bom ấy, tắt con Tatsumaki. Thử xem một tí xem có khô, xem có cần win chưa hay là thua đậm nhé. Kéo thì mấy cửa số 2 đã thua rồi. Chả lẽ lại thua sớm thế. Ta để cấm cả năng lượng của mình. Tướng này chưa có dấu hiệu gì của chết cả, Zubimen nó hồi sinh nhiều cũng không sợ lắm. Thế là sao cái thua được nhỉ? Nendo ryusha.
くらえ、燃動流石波。終わりだ。くとぶ。くらえ、燃動流石波。 Ta thì gần chết rồi. Mình nghĩ là chắc là win được, chắc là do nãy mình để bật kỹ năng mấy con tướng kia nó không mạnh lắm ấy. Thì nó chiếm mất năng lượng của mấy con tướng sau thì mình tắt bớt đi mấy con là chắc là win được. Mình nghĩ phát này chắc là win được chứ. Ai chỉ lẽ này ra siêu bất khuất tinh tinh lại sống này. Thế mình nghĩ là win được chứ. Thì tắt bớt đi cái kỹ năng nộ của con Yubi-Man, con bom với lại con Tatsumaki đó. Để ưu tiên cho đồng đế Samurai với lại con Garu SR cộng nó nộ. Nó thi triển tuyệt kỹ thì chắc nó lợi hơn. Chắc là win chứ nhỉ. Hay có ra siêu bất khuất gì không? Ok, win rồi đấy. Nói chung nãy chỉ do chút điều chỉnh chút cái chỗ đánh thôi. Ở team thì vẫn còn đang khỏe lắm. Chứ mới cửa 2 đã thua thì bế tắc quá. Rồi sang tiếp ải số 3 này. Bên quái nhân vẻ vẫn khỏe hơn nhỉ. Chưa cần tắt tuyệt kỹ gì cả. Đánh vẫn thắng. Sang bên anh hùng tiếp. Anh hùng thì đánh với quái nhân, mà quái nhân thì đánh anh hùng nữa, nó chỉ như vậy thôi. Phát này hy vọng sẽ win tiếp nhé. Đừng có thua, đừng có thua, đừng có thua. Lại thua định mạnh. Bực mình thế nhỉ. Cái này tắt kỹ năng rồi vẫn thua. Con nên dùng dùng con bút tốc của bên đấy. Mà thế nào, nếu dùng bút tốc thì Tatsumaki tâm linh thì không bỏ được rồi. Hai con hỗ trợ đợt này là hai con thiên về bên giác đấu à. Tâm linh mình chả con nào khác nhỉ. Bỏ bây giờ không biết bỏ con nào nhỉ. Bom là co không bỏ được. Có bỏ chỉ bỏ được Zubiman. Zubiman nó hồi sinh nhiều bỏ hơi tiếc. Đéo gì thua được nhỉ. Thôi thử vận may thêm lần nữa đó mà. Chả lẽ lại thua. Đấy spa một tí xíu cho ăn may phát nào nhỉ. Chả lẽ thua đậm đấy. Ăn hên cho mình cái là đừng có thua. Đây win này mình sẽ biết ngay mà, giờ may thế, suýt nữa đổi tướng. Đánh kiểu đánh thì nhiều nhiều lần nó hên xui hiệu ứng một tí là sẽ win đấy. Để nhận thêm được 500 kim cương thì vớt vát một tí này. Đánh tiếp lên ải số 4 này. Áp lực bây giờ đánh bên anh hùng mình trước này, anh hùng này áp lực hơn. Các bạn đấy, con hỗ trợ này thuộc cái hệ đấy hơi khó để tướng cho mình. Hy vọng là không thua. Ok, thắng bên này chắc bên kia sẽ thắng thôi. Bên quái nhân thường sẽ khỏe hơn anh hùng một chút. Quái nhân mình lắm con xịn hơn. Chờ sang ải số 5 này. Lại thua đậu phộng ấy chứ. Bên anh hùng thì hiện tại đợt tới nếu mà ra sớm chắc chỉ có flat thôi. Hiện tại thời điểm mình quay video thì chưa có đấy. Mà có đấy chỉ thêm về búp thôi. Cho thử thêm vận may lần nữa thì không được thì để hôm khác đánh tiếp đi. Nghe chừng có vẻ nuốt kim cương nó không trôi. Bên này các bạn bên anh hùng mình lại không có con chày. Không con chày đánh hơi khó, con chày gần như nó cân team mấy cái chế độ PvE kiểu này rồi. Không có chày đánh hơi khó nhé. Vẫn không thể win được. Thôi, cái này để chờ mình nối tiếp video sao mình mạnh hơn đi. Thế tầm này đánh sợ không khả thi lắm. Mình sẽ nối tiếp video bạn xem tiếp nhé. Đợt này mình mới lấy được thêm con Flash nên chúng ta sẽ vào thử lại một chút xíu xem có đi được xa hơn không nhé. Mình tiếp tục quay về chỗ anh hùng quái nhân này. Ở trong này mình sẽ tiếp tục sang bên này đánh tiếp này.
Ở đây bây giờ nó cho mình tặng mấy con này, đây bên này nó thiên về quái nhân đúng không? Quái nhân ở đây hiện tại con cái con muỗi của mình nó hơi đuối thì đây mình sẽ chơi con Sonic đi. Còn ở bên này mấy con này thì bên là quái nhân đúng không? Quái nhân thì có con nào khỏe không nhỉ? Chắc cũng phèn phèn với tôi con này đuổi đến trước Goketsu, Kabuto, Gawil. Rồi đánh thử xem có win nữa. Thế ấn bỏ qua cho nó nhanh nhé. Sonic của mình nó chưa hoàn thiện, tại vì Sonic của mình nó mới đang cùi cùi thôi. Đây là win ở bên này này, giờ sang bên kia xem nhé, cho thêm flash vào. Bên này mình cho thêm flash vào thì thay thế vị trí của con nào bây giờ nhỉ? Ở đây thay tát thì mất co thì không được, mà thay đồng đế cũng không được. Vậy thì còn mỗi vị trí của Garu thôi. Thôi thay Garu à? Thay Garu liệu có phí quá không nhỉ? Garu về đây đi, con này lên trước đi. Thử xem sao nhé. Đúng, nói chung là nhiều cái lăn tăn lắm. Tướng nó có một số lựa nhất định thôi. Có win không? Không win được thôi. Rồi sẽ thử lại một chút xíu ấy. Bây giờ nói chung là không biết thay con nào cơ, tại vì à không, thay luôn Zombieman thì mình để Zombieman làm gì. Đây mình thay Zombieman đi. Mình để vậy đi, phải cho Garu vào. Nó sẽ hợp lý hơn, Zombieman thì nó chỉ là cái sống dai thôi. Chứ còn thực ra nó cũng chả làm gì mấy. Cái này xem chiến báo một tí nhé, mình xem có hy vọng gì không. Đây những con anh hùng mạnh nhất của mình đang có rồi. Nó đánh thì gần như không xây sát mình mấy nhỉ. Bây giờ xem cái con quạ đánh có đau không? Mấy con quạ đánh thấy bình thường. Chỉ sợ không giết nổi địch thôi. Cái địch đánh mình thì không hề đau. Đầu phộng nó đánh phát chết mất con Tatsumaki rồi. Mấy con quả này phiền phức nhỉ. Đam chính thì vẫn là Samurai thôi. Lại ra thêm quả, chết dở nhỉ. Đánh vậy thì nghe chừng có vẻ khó win rồi. Nó tát yếu nhất thì nó chết thôi, mấy con kia thì khó chết lắm, nhưng mà tuy nhiên nó ra quả yếu này cũng vỡ mặt nhỉ. Ha ha ha!
Còn Rat thì nó có thể né được bớt thứ, nó có thể sống khá là lâu. Nhưng sát thương nó thì bình thường thôi. Đấy, nãy giờ chúng phát mất máu. Cố lên Samurai. 6 lượt nữa, à 4 lượt nữa. Thôi chết dở, chết Samurai thì hỏng rồi. Có vẻ như nếu mình không giết được nó sớm thì nó sẽ hiện ra con quạ lại như vậy. Tính ra cũng khó nhỉ, không giết sớm thì quả lại hiện lại. Ok, tiếp tới cái chỗ đang đánh dở. Còn bây giờ hiện tại thời điểm này mình đã lên được con tank top rồi. Hiện tại giờ tank top của mình hiện tại cũng chưa luyện xong nhưng tạm tạm một chút. Hiện tại mình đã có con tank top ở đây sử dụng ở đây là con tank top ở đây hiện tại mức độ là 3 sao tím với lại 4 sao vàng. Đấy tạm tạm như vậy. HP thì chưa cao lắm, mới được có chưa được nổi 1 triệu đúng không? Mới được có 9 nhé. À đâu, chưa được nổi 10 triệu được có 9 triệu 3 thôi, nó hơi yếu. Nó thật là hơi yếu. Mà thôi không sao. Để cứ tạm như vậy vào đánh thử tí xem thế nào đúng không? Cứ mình vào đánh tiếp cái chỗ mình đang kẹt nha. Sẽ vào trong chỗ phía dưới đây, vào trong anh hùng quái nhân đây. Tại vì chủ yếu là bị khó bên anh hùng yếu quá, mà bây giờ có thêm con tank top vào rồi, hy vọng anh hùng sẽ ổn. Đấy, sau đó mình cho con ba lỗ vào. Để ba lỗ thay cái này, chỗ trống ở đây, cho ba lỗ ở chỗ trống này. Cái con trợ thủ chắc chưa cần dùng vội đâu, có tank top nghĩ chắc ok rồi. Dùng flash hỗ trợ tank top đi, vẫn giữ nguyên đồng đế, vẫn là mấy con này kích được con nhỉ. À thiếu con tâm linh à, tâm linh chắc là cho con ấy đi, cho con này vào. Con này mặc dù mình chưa luyện xong chắc là cho tạm vào. Thay con Garu đi, đấy là mình kích hoạt được cái co bom đúng không? Giờ sau đó để về đánh thử xem sao nhé. Tướng bắt đầu khá rồi, hy vọng sẽ chủ được. Cái con thần mập là mình cũng chưa lên SR cộng đâu, mình chưa luyện xong con thần mập đâu, mình chưa lên SR cộng thứ đâu nên nó sẽ không, nó chỉ vứt vào rồi kích co thôi, chứ còn nó chưa chuẩn lắm. Chủ yếu mình hy vọng là có tank top với con Flash thôi. Thực ra Samurai với đồng đế hiện tại cũng đang bắt đầu yếu dần đi, nhưng mà tuy nhiên là chắc nó đánh được. Nếu như mình thấy khởi đầu nó khởi sắc hơn trước, lúc trước mình không đánh được cửa này đâu. Mình chờ con tank tốt mình đánh thôi nha. Thần mập đánh bằng bụng. Lại bắt đầu sinh ra mấy con quạ chết tiệt đây. Hy vọng sẽ giết mấy con quạ này dễ hơn lần trước. Ê, để cái tay tốt lên trước nhỉ. Để toàn vả chú ý con trước. Cho mình đang cố gắng cải thiện team anh hùng của mình để chơi với chế độ liên quan đến team theo phe nó không bị yếu. Con thần lợn nó vừa nuốt một con trong bụng nó rồi, nó giống như con phượng hoàng gắp một con đi.
Giết được một con quạ rồi. Còn 7 lượt thì đánh nữa. Giết được 2 con quạ. Cố lên nào. Còn kia bị nuốt vào bụng. Lại chỉ hồi con quạ thôi. Thấy con quạ nó cản đường vướng phết đấy. Còn 6 lượt nữa. Tin anh hùng thì mình hiện tại không có nào khả năng hồi sinh tướng nhé. Nên ra con thần lợn toi là toi luôn. Chém chết cả hai con nào. Ok, như vậy là win lại rồi nhá. Đúng là có tanh top đánh nhưng vẫn khác thôi. Tiếp tục đánh tiếp với trận tiếp theo nào. Ải số 6 này. Thế thì bỏ qua chiến báo cho đỡ dài nhé. Đánh qua qua tí xem hơi dài. Xem đi được tối đa số cửa không ấy mà. Bây giờ kiểu tác nhẹ hơn xưa rồi. Còn bên quái nhân thì mình nghĩ là tương đối khỏe. Quái nhân bây giờ có thêm Seeking, chúng ta sẽ thử xem Seeking nha. Seeking giờ chắc là thay cho con Gawil đi. Có Phượng Hoàng mới thay Phượng Hoàng cũ đi. Tại mình quay video mình quay nối mà. Mình quay nối từ cái thời ngày xưa, cái lúc mà chưa có, nó mới update từ cái này ấy. Nhìn chưa có thêm tướng ấy. Đấy giờ chắc là cho con Sonic lên búp cho con Seeking nha. Phượng Hoàng trước, Kabuto ở trước đi, con Goketsu đây. Và chắc là đánh bầy Gawil chắc giờ chả có chỗ nào vứt vào. Nên lấy búp tốc nhỉ. Thật không thích cho Gawil vào thì bỏ con Sonic ra được. Mà thôi cứ để con Sonic ở trong đi, tấn công đi. Cái này chúng ta sẽ xem đại diện một trận nữa, tượng trưng cho thế hệ mới nhé. Khi có Seeking, bên kia thì có tanh tốt, bên này có Seeking. Xem một trận thôi. Sau đó sau bỏ qua chiến báo xem là đi được tầm bao xa. Đấy với tù nhân du hí Puri Puri. Tranh thủ cái đợt đấy con tanh tốt thì số cái bằng ten liên quan đến nó phải xử lý luôn. Đã nào mất công phải đánh luôn cho nó gọn. Với đội hình hiện tại thì có lẽ là mình sẽ có thể đánh mà không cần phải dùng cái tướng trợ giúp. Tại vì tướng trợ giúp nó hên xui từng con đó. Dùng tướng của mình ấy chủ động thôi. Đấy ok, thắng rất nhanh, nói chung là nhanh hơn bên anh hùng nhiều. Quái nhân mình khỏe lắm. Rồi ok, tiếp đến ải tiếp theo này, ải số 7. Để hôm nào mình nâng lốt vào thần lợn lên cho nó đẹp đội hình. Với đợt tới chuẩn bị có co DK rồi, nó sẽ còn khỏe nữa. Lấy thức tỉnh 2 thì khó, chứ còn lấy thức tỉnh 1 thì hiện tại thấy cảm giác cũng bình thường. Có thể tự tin rất nhiều rồi.
Ít hơn phiên bản SR cộng hiện tại là cơ bản nó rất là tự tin, 180 vé cơ bản duy trì được. Nó cái siêu tuyệt kỹ thì hên xui. Tiếp tục lên tiếp ải tiếp theo nha, ải số 8. Và rất là nhẹ nhàng đúng không? Tiếp tục xem tiếp bên này. Ải số 9 này. Không biết có bao nhiêu ải đây. À, số 10. Các em mà thích đánh anh hùng trước hay quái nhân trước cũng được nhé. Và có một số ải chỉ có anh hùng, một số ải chỉ có quái nhân thôi. Thì thích đánh bên nào chưa đánh được, miễn sao là đánh được hết các ải nó đi cho mình tiếp ải tiếp thôi. Vẫn còn đây, xem qua phần thưởng tí, nhận quà này, nhận quà tiếp này, hình như có tầm 13 ải. Sao mình thấy đến chỗ vượt ải 13 xong rồi hỏi chấm thì chắc có thể đến 13 ải là hết thôi. Đánh cố tiếp nha, đến tiếp ải số 11 này. Nhưng bên kia mình đang để con mực của cái con mực đầu, chưa chuyển sang con mực 4 chứ sao. Đài số 12 này. Mình kiểm tra chỗ co tí, cái này chuyển sang co cao rồi đúng không? Tấn công thôi. Đây con mực này mình chưa chuyển sang cái co mới này, dùng cái bên này. Thật ra không dùng thì cũng đã mạnh sẵn đấy, tướng nó khỏe sẵn đấy, nhưng mà thôi cứ dùng một tí cho yên tâm. Anh hùng thì còn may ra thua chứ bên quái nhân thì gần như rất là tự tin, là gần như 99% là thắng được. Đây là số 13, không biết phải ai cuối cùng không đây. Thua hay sao một tí đứng hình thế này. À thua. Thua thì phải xem một tí nhá. Tưởng thắng rồi cũng cùng thua. Đánh lại xem nào. Thì thử để con tanh tốt bên trên đi. Mấy con hỗ trợ chắc kệ đi, xem nhá. Xem có hy vọng nào không nhá. Có thể nó sẽ ải cuối cùng sẽ khó hơn chút xíu. Là không thắng được ta lại nối tiếp video bạn xem trong một khoảng tầm vài tháng nữa chẳng hạn, sang con DK chẳng hạn. Không lo gì. Thắng luôn được thì tốt, không thắng được thì ta chờ con mới thôi. Không biết con bò rớt về sau nó có triệu hồi thêm con gì ra cả cản đường như con Hero nãy xem không. Chứ còn nếu có một mình nó không thì chả có gì mà phải thua cả. Có mình nó không mà mình thua được chứ. Đấy là nó triệu hồi ra mấy con Mezagat thì con xương rồng, con bạch tuộc. Bảo sao quái lạ một mình nó sao mà thua được.
Giờ win được không đây? Ở trong chế độ này mình có thể tắt cái auto đi để điều chỉnh đánh đúng mục tiêu mình muốn rồi nhé. Ở đây hiện tại vẫn đang để auto cho nhà này. Thì giết một samurai rồi. Nổ phát chết luôn. Trông đầy tiềm năng để win. Cái này cái triệu hồi thêm mấy con này nhiều lần quá đâu ra đánh vất vả quá. Alo, mời con thần lợn những khả năng hồi sinh như thế nào nhỉ? Các bạn mình chưa luyện xong con thần lợn nên cũng không biết là có khả năng hay không. Để lúc đang quay video quên không đọc bộ kỹ năng con thần lợn quên mất. Nhưng mà các bạn nếu giả sử có hồi sinh cái thứ linh tinh thì chắc mình chưa luyện đủ đâu. Thì con này đấy mình lấy về tiết đá anh hùng mình chưa nâng mất. Đang để con bảng ESR. Wow, cú nổ của con tanh tốt sướng nhỉ. Bụp một phát gần chết hết này. Con này chắc phải win được chứ. Tại sao thua được ta? Cái quả nổ nó quá chất luôn đấy. Thắng chứ. Sao con này đen đen rồi. Có thể do mình để sau rồi. Thì mình thấy đánh cái này hy vọng win quá lớn rồi là gì nữa. Win rồi đúng không? Win chứ. Kết liễu đi nào. Đồng đế kết liễu đi nào. Vẫn chưa win. Ok, win rồi không? Thế đầu sang bên kia thôi, nếu mà giả sử trận 13 trận cuối thì xem nốt bên quái nhân phát đi. Đâu gì video thì chả thấy đánh nhau gì, toàn thấy vẫn bỏ qua thì nó chán lắm. Để cho người xem tí. Đánh cái flash rồi. Flash nhưng mà đang dùng con như nhất. Với kết hợp với lực trường. Nói chung bên quái nhân thì tự tin hơn rất nhiều. Nói chung là có tanh tốt phát là anh hùng nó đỡ yếu hẳn. Đánh cái thứ dễ hơn rất nhiều. Đấy là chưa luyện xong nhưng chưa được 5 sao rồi. Ok, đang quay điện thoại chút xíu, sau khi nghe điện thoại xong phát hiện ra nó có trên 13 cửa. Cứ tưởng 13 cửa là hết mà vẫn không phải, tiếp tục ra tiếp cửa 15 này. Chắc là cái mốc quà nó hiển thị lần lượt từ từ thôi, bây giờ mình lại đánh tiếp nhé. Mình cứ tưởng nó xong hết rồi, anh ngờ chưa xong, đánh tiếp thôi. Tiếp tục bỏ qua chiến báo tiếp nhé, mình thấy đánh vẫn bình thường. Không biết xem bao nhiêu ải hay là 20 ải tròn không biết nữa. Hiện tại anh chưa thấy cái điểm cuối ở đâu cả, cứ đánh lên thôi.
là lại thua ở đậu phộng đó. Thế thử spam vài lần những ngày xem trên báo quá. Spam vài lần xem win không đó. Đây win thì nó chỉ là một tai nạn nhỏ. Nhiều khi bảo cảm giác team mình cũng khỏe, nhiều khi mình spam nó đỡ phải xem nhiều ấy. Từ thế này 16 này. Đánh với anh hùng trước, anh hùng thường nó khó hơn. Tức là quái nhân chắc auto win rồi. Còn có anh hùng sợ không may nó thua thì đỡ mất công đánh nhiều, không đánh xong quái nhân thì không thể thua anh hùng thì cũng không không lên ải tiếp được đấy. Hy vọng không bị thua, đúng không? Nhiều khi thỉnh thoảng có đen đen một tí thôi, đánh nhiều lần sẽ win thôi. Cũng kiếm thêm được khá khá tài nguyên khi mà đánh cái chế độ này đấy. Và đây nhận thưởng tiếp này. Hải số 17. Vẫn rất là ok đấy. Và quái nhân mình có con Phượng Hoàng nó hồi sinh nhiều ấy. Thì cái xác suất mà mình thua là gần như không có. Bên anh hùng thì mình không nhớ thần lợn có hay không, nhưng các bạn mình chưa luyện thần lợn đấy. Thì ra mấy cái vấn đề khác thì nó sợ không may chết con tướng nào khỏe khỏe nó nguy hiểm. Ví dụ tanh tốt không may chết nó không hồi được chết dở. Chứ còn bên quái nhân thì tự tin hơn rất nhiều. Vẫn rất là ok. Muỗi thì cũng ra đi đơn giản lắm. Để xem thế này, 20 nó hết chưa hay còn dài ngoẵng. Nó thực ra về lý thuyết nha, nếu nó dễ thế này ấy, nó càng dài càng sướng, càng nhiều quà. Chỉ sợ không may thì nó khó quá thì nó khó thôi, chứ còn nếu đánh dễ dễ thế này thì cứ đánh thêm mà lấy quà thôi. Đây là số 20. Không biết là ải cuối chưa, quan trọng nhất là có win được không đây. Chắc là win được thôi, mà mấy con này như chẳng hiệu ứng gì lắm. Ở thấy chậm chậm lâu lâu này khéo lại thua ấy. À không, vẫn win, tưởng thua. Thỉnh thoảng thấy đơ đơ lắc lắc một tí sợ thua. Ông đánh tiếp bên này, này. Có phải 21 không? Đây, như vậy chốt lại 20 ải nhé, rồi thêm mấy cái mảnh vạn năng thôi. Ít kim cương chút xíu. Thế vậy chốt lại hiện tại đến phiên bản hiện tại đến được 20 ải nhé. Đây là 20 ải của vòng số 9 nhé. Tức là những cái vòng trước đó mình đánh rồi mình không có quay video nên thành ra quay bạn xem đây vòng số 9. Nhận nốt thưởng thôi. Sau này chờ update cái ải mới thôi, ở chỗ này thì hết rồi. Đúng không? Ok đấy, nói chung kiếm lên tổng kết quà nếu mà thắng được thì được mấy cái này này. Được khoảng tầm 8.700 kim cương này. Cũng được. Rồi ok, như vậy là hoàn thành rồi. Đứng hạng bao nhiêu mình lên hơi chậm, chắc đứng hạng hơi thấp. Cái số ải chắc chả thua gì người ta vì mắc ải mà, nhưng mà lên hơi chậm thì đứng tận hạng 61. Anh em biết lên từ bao giờ, bây giờ mới đánh. Chả để ý lắm. Thôi kệ, quan trọng là win thôi, còn đứng sớm đứng muộn tí mình cũng không quan trọng lắm ấy. Rồi ok, như vậy là mình đã vượt qua hết cái đống này nhé. Vào túi đồ xem có mở được cái đồ gì ngon ngon nữa. Thấy cho mảnh đồ này, vừa tròn 20 à. Ghép thử xem được cái đồ gì không ạ. Ghép được cái đồ gì có dòng đẹp đẹp tí mà mình nâng lên đồ đỏ. Mấy cái quà khác không quan trọng lắm thôi. Thôi có lẽ video mình kết thúc ở đây nhé. Cái mục tiêu chính là xử lý xong rồi không? Nhờ sức mạnh mới của con tanh tốt. Còn bên quái nhân thì quá khỏe rồi thì không cần quan tâm. Còn bên anh hùng với sự xuất hiện của tanh tốt thì có lẽ mình đã win rồi. Mặc dù mình chưa luyện xong nó nhưng vẻ sức mạnh nó khá là ok. Bây giờ mình kết thúc video ở đây thôi. Và nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé.